Hiền Miu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì Hiền Miu đang thực hiện một video clip tiếp thị giới thiệu tới anh em một cục đẩy siêu khủng của hãng Crown Mỹ. Đó là cục đẩy Crown Macotech 12.000 đi. Nói về cục đẩy này thì trong suốt thời gian qua Hiền Miu cũng như các trung tâm khác cũng đã bán rất nhiều rồi. Nhưng cũng giới thiệu và có hàng, cũng tiếp thị lại để cho anh em nào nhu cầu đầu tư mua sắm về những cục đẩy siêu khủng này thì biết được về giá trị của nó nha anh em nhá. Vì con này giá mới nó cực kỳ đắt. Giá mới của cục đẩy Crown Macotech 12.000 này giá lên tới 197 triệu chưa có thuế VAT. Thuế của dòng về điện tử này nó rơi vào khoảng 8 đến 10%, tức là anh em phải mua về mức giá là nhích 200 triệu nếu cả thuế anh em nhá. Nên là giá mới nó thì rất là đắt anh em nhá. Và vì sao đắt? Vì công suất của con này là kịch khung hết số của nó. Hiền Miu cũng tiếp thị để cho anh em nắm được. Đối với đời này thì nó sẽ có các đời của 5.000, 9.000, 4.000, 5. Đầu tiên là 2.000 này, 4.000 này, 5.000 này, 9.000. Thì các đời thấp như 2.000, 4.000 thì Hiền Miu chưa bán, nhưng mà cũng có thể nắm được thông số của nó. Nhưng mà 5.000 thì của nó, ví dụ như 5.000 đi của nó sẽ là khởi động của nó 8 ohm thì khoảng độ 1.200W. 4 ohm của 5.000 nó rơi vào khoảng 1.700. 9.000 thì của nó là 1.500W ở 8 ohm. Nhưng con này thì của nó là 2.100W ở 8 ohm anh em nhá. Nên là rất là khủng. Còn 4 ohm của con này thì rất là căng anh em nhá. 4 ohm của nó lên đến 3.500W anh em nhá. 4 ohm của nó lên đến 4.500W. Tức là đánh mình đôi này có thể đánh cho hai đôi loa full kép anh em nhá. Đấy. Rất khủng luôn. Bây giờ 5.000 thì anh em chỉ đánh đơn thôi. Nhưng mà đến đời này thì anh em đánh kép và đánh còn cả đánh cả hai đôi luôn anh em nhá. Và chỉ Crown với các thương hiệu châu Âu xịn thì mới đánh được 2 ohm thôi. Nhưng con này 2 ohm của nó thì quá khiếp luôn. 2 ohm thì theo thông số của nhà sản xuất đưa ra thì nó lên đến 9.000W cơ. Quá khủng luôn. Vậy là đây là một cục đẩy khủng của hãng Crown. Thì hôm nay Hiền Miu đang sở hữu 2 cục. Nói về mạch để chạy cho cục đẩy này thì ngày hôm nay Hiền Miu cũng đã tháo sẵn một máy ra rồi, cũng xin phép quay. Anh em có thể nhìn cái độ mới của nó thì cũng không cần phải măn mê săn xít làm gì cả. Nhìn mới đẹp hay không anh em nhìn biết. Tất cả tem chữ còn mới khóng cộng anh em nhá. Quá mới luôn. Đèn vu báo xanh led, đẹp xuất sắc anh em nhá. Còn về phần máy nó đây. Đối với máy của con đẩy này thì cục đẩy anh em mua thì nó phải biết được về cục đẩy của mình mua nó sở hữu là cục đẩy chạy mạch class gì. Có thể là A, B, H. Rồi thì các loại khác nữa. Nhưng con này nó là class Y anh em nhá. Con đẩy này chạy mạch class Y, kịch khung hết số, chạy với độ êm lớn và công suất thì khủng anh em nhá. Đối với cái này thì vẫn chạy là chạy nguồn xung anh em nhá. Đấy, nguồn xung. Và con này chạy 20 tụ. Đấy, rất khủng luôn. Và anh em nhìn thấy dàn tụ này cực kỳ mới luôn. Quạt gió này. Quạt gió là quạt gió điện tử, khi nóng mới chạy cho nên là độ êm rất lớn luôn anh em nhá. Hai quạt gió này, một quạt gió bên này, một quạt gió bên này. Thì đối với Crown thì càng khủng thì họ chỉ sản xuất hai kênh thôi, hai kênh. Con này có thể rắc bắt rắc loa vào đây cũng được, bắt rắc loa rắc chuyên nghiệp lại cũng được. Đấy. Thì theo thông số kỹ thuật nhà sản xuất thì con này thì Hiền Miu đang kiểm tra thì con này nó đết năm 2011. Nhưng con này đết 2016 này, hai con khác nhau nhá. Đấy. Hàng bãi thì tùy mua con
đòi đòi gặp đời nào mua đời đấy, nhưng cứ quản đẹp là ok anh em nhá. Máy xanh là ok này, sản xuất này, Made in USA này, em nhìn thấy chữ này nó quay ngược ấy, Vương Niệm xịn sò, sản xuất Made in USA anh em nhá. Góc này thì nó sẽ ghi các thông số kỹ thuật, như con này nó sẽ có ghi thông số kỹ thuật của công suất đó này. Đấy. Máy nó 15 anh em nhá. Nhưng con 9.000 đã đánh full kép thoải mái rồi, nhưng đánh con 12.000 này vào full kép đúng ở phê trên bờ đi anh em nhá. Sướng lắm. Thì con này về công suất nó lớn. Con này thì chơi nó sẽ hay hơn con 5.000 rất nhiều luôn anh em nhá. Vì nó khỏe. Đẩy càng khỏe, chơi loa càng hay anh em nhá. Thuận lợi nhá. Mà giá thì cũng hợp lý thôi. Đây. Con này thì đết của nó tận 26 cơ. Em nhìn này, đết nó sẽ ghi đây này. Con này sẽ là mùng 1 tháng 8 năm 2016. Em zoom lại cho em xem này. Đấy, nhìn anh em nhìn thấy số 16 chưa? Mùng 1 tháng 8 năm 2016 đây anh em nhá. Crown Mỹ xịn, Made in USA. Ok. Đến đời 2016 thì nó sản xuất thêm cái dây đát tín hiệu này. Tín hiệu này chạy nhiều đẩy, chạy giờ đường sân khấu vũ trường, chạy vài chục cục thì nó sẽ sử dụng cái tín hiệu này. Thì tín hiệu mạng LAN thì nó truyền được dài và xa anh em nhá. Đấy. Còn đời 21 này thì nó không có cái đường truyền đấy này. Đấy anh em nhìn này. Đấy. Nhưng cái này chỉ dành cho anh em chơi sự kiện thôi. Chơi sự kiện thì nó sẽ kéo dài cái dây tín hiệu này, cũng là cái dây như này, nhưng mà để dây tín hiệu mà làm dài thì người ta sẽ sử dụng cái dây mạng, nó vừa tiết kiệm mà vừa truyền tải xa được nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà hai con máy đều đẹp như nhau nhá. Con này máy đời cao, khả năng còn mới hơn, nhưng như 18 con đâu, về thiết kế như nhau, không khác nhau về mạch công suất anh em nhá. Và cũng tư vấn và giới thiệu thêm để anh em nắm được về hai cái máy đẩy này. Cũng không nhấn mạnh giới thiệu thêm về các máy khác, nhưng mà con này công suất khủng và hay. Chi tiết thì trên anh em đang bây giờ đang sở hữu những con, ví dụ như cái đời Crown Macotech 5000 HD này, 29000 HD này, hay là 12000 HD. Đời HD sản xuất sau thì nó có thêm một cái mạch điện tử đây. Mạch điện tử đây là nhằm mục đích là, đây là có một đời, ví dụ như bây giờ anh em đang thấy là đang có những cục đẩy mà 5000 HD hoặc là 12000 HD đấy. Nhưng 12000 HD của nó thì giá cũng sẽ cao hơn con này. Thì đối với con 5000 HD thì nó sẽ bảo là chạy chương trình trung bình. Nhưng mà chạy chương trình trung bình là như này. Thế anh em thấy là ở Mỹ họ không sử dụng vang số như mình này. Không sử dụng vang số như này. Nhưng mình đang chạy con đẩy này mới vang số. Con vang số này sẽ cài đặt theo ý thích và tai nghe của mình. Đấy. Còn ví dụ như con đẩy kia thì như con như anh em bảo chạy chương trình nhé. Ghép chương trình, ví dụ như Crown nó sẽ ghép cho tất cả các dòng loa 3 số, 4 số hoặc là cái đời cao. Nhưng mà thường những con này, những con mà ví dụ 5000 HD nó sẽ chạy cho các con chương trình đời cao như 738, 725 đấy thì nó sẽ chạy được, nó sẽ có chương trình. Nhưng anh em phải hiểu là để như vậy chỉ đánh với bàn hoặc đánh với lại một cái sân khấu đủ loa. Đủ loa là như nào? Ví dụ mỗi con nó chạy một chương trình này. Một con là chạy monitor này, một con chạy full này, một con chạy sub này. Đấy. Thì mới là đủ chương trình. Và tất cả tín hiệu lên bàn cao cấp. Thì mới ghép được như thế. Chứ còn đây mình đánh có thể là full riêng và kết hợp sub thôi. Đấy. Nhưng nếu mà anh em, trừ anh em không sử dụng con vang số này, thì mới có hiệu quả của con bàn đấy. Hiệu quả của con này. Đấy. Hiệu quả của đường tín hiệu này. Thế thì mình cũng phải nói thế để anh em nắm được. Nên anh em mua con này vừa công suất khủng. Công suất thì khỏi chê rồi, được chưa? Công suất thì cực khủng rồi.
và được nhiều thứ, độ bền của nó an toàn cao anh em nhé. Nên anh em nào đầu tư con 12.000 đi liên hệ em, sau em sẽ test cho anh em bật lớn anh em nghe tí cho phê pha tiếng của con này vừa khỏe vừa ngọt anh em nhé. Crown Max Cortex 12.000 đi con này đắt đến 2016 này. Con này nếu mà để lắp lúc ben không có cửa ăn và nó nhá. Nhìn trời mưa đổ thấy đau đớn thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu. Giới thiệu qua về hai con máy này. Về cơ bản anh em nào đã chơi những con máy 12.000 đi này thì cũng biết về nó rồi. Như cục này thì mình xin phép đưa ra mức giá là 50 triệu nhá. Anh em nào mua được alo gọi điện cho em. Hàng bao zin, bao đẹp, bao tuyển kỹ cho em, bao cả về giá nữa anh em nhá. Đấy, còn thực hiện video clip giới thiệu tới anh em về hai con đải này. Anh em liên hệ trực tiếp giá tốt hơn một chút. Một nữa, thực hiện video clip giới thiệu về con đải Crown Max Cortex 12.000 đi này. Và video clip ngày hôm nay thì Hiền Miu xin phép giới thiệu thêm là Hiền Miu gần đang sở hữu một đôi súp cũng là đỉnh cao của nó anh em nhé. Súp Mỹ, đây là quả bát nó đây, bát nó là 2268HBL Made in Mexico 8 ohm. Bát này anh em nhìn thấy đẹp chưa, màu quá đẹp luôn, màu xanh biếc này, màu sành lắm anh em nhé, đấy sành lắm, đẹp xuất sắc. À, về độ zin thì không phải nói nữa, những này em bao zin cho anh em này. Đấy, 15. Con này thì nó sẽ là con súp này thì nó sẽ trên tầm của con 718 vì nó có ke này. Con 718 thì nó không thiết kế ke này, con này ke để có thể anh em treo lên được này. Đấy. Con này là MG Marquis Galaxy 1918S anh em nhá. Khủng luôn. Hàng xịn sò chất lượng. Về phần thùng nó sẽ tiêu chuẩn hơn. Còn bát thì cơ bản sẽ giống với lại 718 nhưng con này phần thùng nó chắc chắn hơn. Xịn anh em nhá. Thùng này. Thùng xịn đấy anh em nhá. Ok. Anh em mua cặp này thì Miu đưa ra mức giá là chỉ 25 triệu một quả thôi. Tương đương 50 triệu một đôi. Nếu nhu cầu mua liên hệ cặp loa súp Marquis MG 1918S anh em nhá. Xin chào, hẹn lại anh em trong video clip buổi chiều hôm nay.